Kính thưa quý vị, tuần qua trên địa bàn tỉnh Cà Mau có nhiều người bị lừa mất tiền vì thiếu xác minh tin nhắn mượn tiền của bạn bè, người thân qua Zalo. Anh Ca, một viên chức ở Cà Mau là nạn nhân vừa bị mất hơn 86 triệu đồng vì các tin nhắn mượn tiền của một người bạn thân qua tài khoản Zalo. Hôm đó là chiều 16 tháng 10 thấy tài khoản Zalo của T nhắn tin đang cần gấp 38 triệu, hỏi tôi mượn và đưa số tài khoản cho tôi chuyển tiền vào. Do T hay mua đất đai nên tôi nghĩ đó là tài khoản của khách hàng, tôi đã chuyển. Sau vài phút T lại nhắn chuyển thêm một lần nữa cũng 38 triệu, tôi chuyển luôn. Cái đó T lại nhắn tin còn 68 triệu chuyển cho mượn luôn đi. Đến đây tôi mới thấy lạ và xác minh lại thì T bảo không hề mượn gì. Anh ca kể với phóng viên PLO anh Ca sau đó đã trình báo sự việc này với công an thành phố Cà Mau vào chiều 16 tháng 10 và đang được thụ lý giải quyết. Nguyên nhân mà anh Ca tin tưởng không xác minh qua điện thoại trực tiếp vì anh Ca và anh T thường xuyên cho nhau mượn tiền qua lại. Trao đổi với phóng viên về sự vụ trên anh T người bị hack tài khoản Zalo kể, trưa 16 tháng 10 tôi đi công việc về mệt nên tắt chuông điện thoại ngủ, khi thức dậy thấy 80 cuộc gọi nhỡ, hóa ra là nhiều người bạn của tôi cùng nhận được tin nhắn từ Zalo hỏi mượn gấp 38 triệu đồng. Đến giờ này tôi đã biết được ngoài ca mất 86 triệu đồng, còn một bạn khác bị mất 4 triệu đồng vì các tin nhắn đó. Hiện tôi đã thông báo rộng rãi việc này. Chị Nguyễn Thị Kim Xuyên công tác ở Bảo Việt Cà Mau cũng vừa bị hack tài khoản Zalo và ba người bạn của chị đã mất tiền với số tiền lần lượt được chuyển là 8 triệu, 9 triệu và 10 triệu đồng. Trưa 20 tháng 10 trao đổi điện thoại với phóng viên PELO ông Trần Quốc Chính, giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh Cà Mau thường xuyên thông tin cảnh báo về vấn đề lừa đảo qua mạng phóng viên cũng liên hệ với công an thành phố cà mau về thông tin ban đầu cũng mới tuần rồi hacker thậm chí giả mạo chủ tịch tỉnh để lừa tiền của một cán bộ tỉnh qua tài khoản mạng xã hội nhưng do cán bộ gọi cho chủ tịch tỉnh hỏi rõ nên họ không thành công cách đơn giản ai cũng làm được để chống lại nạn lừa đảo của hacker là gọi điện xác minh trực tiếp người đã nhắn tin hỏi mượn tiền ông chính nói